cùng với bạn phải dạy, phải cùng ăn một món rất là ngon và rất là thú vị. Cho nên là mấy bạn hãy YouTube và xem những YouTube rất là nhiều nha. Mua làm hơn của bánh. Kẹo cáo. Không nhớ hiện chưa ba chưa ba. Ba tiền đi đùa tiền nữa các. Và các bạn hãy xem YouTube ba thì hãy bấm like hạt to cho mình nhá. Nga có đặt hàng trên mạng hai loại bánh. Một loại bánh trong đó chắc chắn mọi người rất là thích ăn. Đây là mật bento. Và rất là cay nha, không biết chọn loại nào hết. Cho nên Nga chọn lại một loại. Thì ở dưới này nó có ghi là Osbeke Invoisin. Là một loại mật đó rất là cay và hàng phần của nó rất là thú vị đó mấy bạn à. Và loại bánh thứ hai chính là Formoket. Thì loại bánh này chắc chắn mọi người chưa ăn. Bởi vì cái này là bánh này bên Nhật mà nha, đặt hàng ở bên Nhật cho nên là mọi người chắc là chưa ăn chị của chị nha. Dạ, trên chợ Hà Cầm chỗ mà có bò bán trà sữa mà bữa nó cô hãy bón ở chỗ cũ á, mọi người thấy chưa, chữ Nhật hết nè, chắc chắn là ở đây sẽ không có bánh Nhật đâu. Bây giờ ngay phải ăn món nào trước đây? Mật bento. Đây là thành phần của giả màu bì của nó nè. Đây mình Nga sẽ ăn thử đó nha. Mới ăn một miếng rồi thấy cay rồi mấy bạn à. À, hành phần của nó rất là ngon và thú vị. Hành phần của nó không bao giờ là tê nổi luôn. Nó làm sao mà ngon. Ngon quá là ngon luôn mấy bạn. Và tiếp theo Nga sẽ thử là bánh này nha mấy bạn. Bánh ở Nhật. Bánh này nó có tên là bánh ống. Và bánh ống ở trong này là sô-cô-la nha. Chắc chắn là sô-cô-la rồi. Đây. Trong hộp nó có gồm là hai gói nha mấy bạn. Hai gói một phần nha. Và hai gói nha. Và cái hộp của nó là đây. Rồi. Hai gói nha mấy bạn. Mỗi hộp là hai gói. Mình sẽ mở ra một gói ăn thử. Wow, Nga nói đúng rồi, trong cái ống này là có sô-cô-la đó mấy bạn. Ai ăn bánh rồi là thì bình luận cho Nga biết nha. Đây, đây là phần của nó nè mấy bạn. Sô-cô-la nó đầm ở bên trong. Bây giờ Nga sẽ ăn thử nha. Đây là sô-cô-la của nó nè mấy bạn. Bánh này nó có vị sô-cô-la và rất là ngon, hơi lạc lạc. Hai loại bánh này rất là lọt lọt. Hai loại bánh này Nga không thích ăn bánh nào là chính là bánh này. Đây. Bánh này rất là ngon mà nó hơi lạc cái vị bánh thôi. Còn sô-cô-la thì Nga rất thích ăn. Kết thúc video và hẹn gặp lại. Video của Nga tới đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại video khác nha.